Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Baby Line. Ốc ơi, em đã bị bắt vì tội suốt ngày ngủ mà không làm video, còng tay lại. Thế còn anh sao lại là cảnh sát à? Anh là cảnh sát đây. Bây giờ là ốc không làm video, bây giờ anh sẽ dẫn ốc đến tòa án để xử phạt về tội là suốt ngày không làm video nha các bạn. Các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để biết xem quảng cáo. Bây giờ bắt ốc. Bỏ tù. Tựa game ngày hôm nay chúng ta chơi có tên là gì hả ốc? Escape House Arrest Simulator. Mình sẽ thoát khỏi ngôi nhà của mình các bạn ạ. Đúng rồi, vì ốc tội nhẹ nên là chỉ bị bắt ở trong nhà thôi chứ không phải là nhốt ở trong tù. Rồi bây giờ đưa ốc ra tòa để xử án nhá. Ơi, trong đây là trong gọi là tòa án đây. Đúng rồi. Hôm nay tôi sẽ xử tội bé ốc vì suốt ngày ngủ không chịu làm video cho các bạn xem. Rồi. Đúng rồi, đây, đây là mình. Ốc, đúng. Ốc mặt xấu xấu lại còn đầu gấu. Cháu có làm gì sai đâu, ngủ cũng không phải là tội một cái tội đâu. Bê Quy Thành làm chứng là hôm nào cũng thấy ông ngủ nha. Thẩm phán lại bắt ốc nhốt tù đi. Chết rồi, bắt rồi. Nhưng mà thẩm phán bảo thôi được rồi, tội của nó nhẹ, nhốt nó ở nhà là được rồi. Nhốt một tuần để ở nhà làm video các bạn xem. Đấy. Ok. Rồi bây giờ là các chú cảnh sát đứng ngoài luôn các bạn. Bây giờ mà ốc mà có ý định trốn ra là các chú cảnh sát bắt nhốt lại luôn. Các chú đang liên hoan trà sữa ở ngoài đấy ốc. Chết thèm không đấy. Ốc thích, ốc thích uống trà sữa này là các chú uống này. Ốc chết thèm các bạn ạ. Mình bị nhốt ở nhà rồi và ở đây còn có hai chú nhìn thẳng vào trong nhà đây này. Ốc làm gì các chú biết ngay. Ở đây mà vài cái thông báo gì đây. Ngôi nhà sẽ được giám sát từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều này. Chúng ta hãy cố gắng để thử tất cả các cái kết nha. Và cửa trước thì đã bị khóa rồi các bạn ạ. Ngôi nhà thì của mình ấy thì sẽ gọi là kết thúc giam cầm đến ngày bao nhiêu tháng 8 đây, ngày 7 các bạn ạ, nói chung là 8. Bị nhốt đây một tuần các bạn. Ôi các chú cảnh sát đứng hết ở bên ngoài luôn. Ôi bị nhốt đây còn được xem tivi quá là chất luôn. Thế này việc gì phải ấy. Đã có cả máy tính rồi các bạn này. Rồi bây giờ là thử mở tủ lại không? Không có gì à? Mấy cái tủ này đều không có gì các bạn ạ. Có gì đâu, nhà này không có gì này. Ô, có tiền đâu ơi. Có tiền. Em lại để tiền trong tủ quần áo thế. Em, tại vì em cũng không có nhiều tiền lắm, em để em tiết kiệm đó. Đây, hay bây giờ là có cái gậy này, bây giờ đập cửa chạy ra này ông nhỉ. Really nigga. Điên à, đập cửa chạy ra bây giờ các chú cảnh sát kìa, nhìn thấy chưa. À bây giờ mình đến đập những cái cửa, không có chú nào ấy. Đúng rồi, rình rình cửa bên này, đây đây cửa bên này. Đập cửa này à, rồi. Nhảy ra. Hello. Chạy đâu ấy? Bị tóm rồi ốc ơi, không chạy được. Các chú bắt lại rồi. Cảnh sát bảo là, này, cháu nghĩ cháu định làm cái gì? Định ra khỏi đây à? Không, cháu có làm gì đâu ạ. Rồi, ông bị bắt rồi. Lại rồi. Chú dí súng vào. Thích trốn không à, con sâu. Không đưa được đâu. Rồi. Thế thôi là bị bắt lại à? Bị bắt lại luôn. Bắt nhốt ở đây luôn. Nghĩ là ta không có mắt à. Đừng có mà nghĩ là trốn ra thoát ra khỏi đây. Rồi. Đừng có tưởng các chú cảnh sát đứng ngoài gì là trêu đùa mình. Hãy thả cháu đi đi. No. Không no. Bao giờ thả luôn, bắt nhốt thêm 2 tuần nữa. Rồi, các chú còn quá cùi. Thì nay mà đời đây vượt ngục. Đây là cái kết tồi tệ các bạn ơi, cái kết thật là không có gì để nói. Bê Quy Thành xúi dại mình, xúi bẩy. Rồi, cơ hội tiếp theo cho mình đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây. Mình sẽ lấy gậy đập thẳng vào chú cảnh sát. Bị điên à? À, không đập được. Vậy là được, Nói chung là đây, thời gian từ 9 giờ đến 3 giờ là các chú gọi là canh liên tục. Nên mình sau thời gian đấy thì mình sẽ trốn, hiểu không? Bây giờ là ở đây có máy tính hay là lên đây stream quay video các bạn xem. Ok gì đấy? À, có password này. Ok, mình sẽ đăng nhập vào cái máy tính này của mình nha các bạn. Nhà mình có cả hẳn cây ATM ở trong nhà luôn. Ở đây mình thấy có thanh đồ ăn này, thanh vui vẻ này. Okay. Đồ ăn là cái đùi giống như Minecraft. Cái này các chú đang nhìn vào trong nhà của mình, ok. Ok, bây giờ đăng nhập vào máy tính nào. À, có mật khẩu thật. QWERTTI 123. Ok. Oh, máy tính ở đây có shopping. Đây có shopping nè. Shopping đi. Shopping có gì đây? Bóng bay và spinner. À, mình có thể mua bóng bay để mình bay lên trời và mình thoát khỏi đó. Mua bóng bay. Hay quá, mua luôn bóng bay. Rồi, có bóng bay chưa? Ôi đâu. Người ta giao bóng bay sẽ đến rồi này. Rồi mất một xíu tiền rồi. Bây giờ bóng bay của mình đâu? Đây là bóng bay đây rồi các bạn. Bruh. Chuẩn bị tí nữa bắt đầu. Ủa đặt cả một chùm bóng bay sao ra được quả bóng bay nè. Nhưng mà quả bóng bay này xịn á. Người ta đổi màu được á. Ô bạn nhảy được cao á. À nhảy cao thoát khỏi đây. Từ từ xem các chú cảnh sát đi chưa. Chưa, các chú đến tận 3 giờ chiều cơ. Bây giờ mới có 2 giờ chiều rồi, chờ thêm 1 tiếng thế nữa. Thế thì vào máy tính xem có gì nữa không các bạn. Ở đây có cam. Ở đây có đặt đồ ăn này. Không, chẳng có đồ gì ăn, mình nghèo quá, mình có 4 đồ thôi. Có cái đồ ăn này miễn phí, gọi bánh sandwich. Nhìn kinh. Nhìn kinh nhưng mà ít ra nó miễn phí thì gọi đi.
tội gì đúng không? Đấy. Cái gì? Các chú đi rồi. Các chú đi ra. Chú đi rồi, được cầm cầm miếng bánh đi đã. Không cầm được các bạn. Cầm bỏ bao lần đi. Thôi rồi. Đấy, bỏ bao lần đi rồi, mở lấy bánh. Rồi. Ok. Làm miếng bánh nha mấy bạn. Nhum 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 nhum. Đấy, bây giờ thoát 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 thoát. Đập cửa sổ. Không 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 đi được lối này. Đấy, bên ngoài này gần đường, gần đường, gần đường. Yeah, chố được rồi. Ở đây có ngân hàng và trụ sở cảnh sát, nhưng mình sẽ đi vào ngân hàng. Mình có bị điên đâu mà mình đi vào trụ sở cảnh sát làm gì? Đúng rồi, vừa trốn được các chú cảnh sát thì các chú đến đấy các chú lại bắt cho thì thôi vêu mồm. Vào ngân hàng xin ít tiền. Chú ơi, cháu muốn xin ít tiền chú ơi. Đưa tiền đây. Ôi trời. À, có một cái cánh cửa dành cho nhân viên và bây giờ. Có hình là cái đồng hồ. Đồng hồ trong 17 giờ. À 17 giờ, ok. 17 giờ 10. 17 giờ 10. Ồ, không kịp. Ở đây được kịp, 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 kịp. Chú ơi, cháu đến cướp tiền đây à. Tự nhiên ông lại trở thành ông bị bắt lại ngược nhà rồi. Chết rồi, sao bị bắt nhanh thế, đã làm gì đâu. Chưa kịp làm gì, ốc đã bị bắt ngược lại nhà rồi các bạn ơi. Lấy bóng bay bay ra khỏi nhà. Lấy bóng bay bay ra xem nào. Cửa đấy đâu phải cửa đập rồi đâu. Ủa, thế là bị nhốt lại rồi các bạn ạ. Thế là mình không thoát được à. Đây có tiền nữa này, lắm tiền này, cái gì vậy? Cảnh sát dừng việc quan sát ngôi nhà rồi. Ủa, tại sao mình lại bị bắt về nhỉ các bạn nhỉ? Ồ, bồn cầu nhà mình ở đây luôn. Ôi ôi, night view. Ê, đi ngủ đi. Đi ngủ đi các bạn ạ. Mình không hiểu sao là tự nhiên đang ở ngân hàng lại bị bế về nhà là sao. Ngủ phải ngáy các bạn. Dậy rồi, sáng rồi. Sáng rồi ngủ tiếp, bình thường trưa mới dậy mà. Ủa, bây giờ làm sao mà thoát được. Mất cái gậy rồi các bạn ạ. Ủa, bình thường là phải có cái gậy ở lại chứ. Đây, có tiền đây rồi. Tính tiền. Đi tắm đi bè với Thành ơi. Tắm hả? Vào bồn tắm này. Vệ sinh cá nhân nha, vệ sinh cá nhân buổi sáng nha, tắm bíp bíp nha, dịt xịt rửa này, chơi con vịt, chả tắm được các bạn. Thôi đi vệ sinh đi. Vâng, chỗ vệ sinh rất là oách, ngay cạnh cửa sổ. Mọi người đi qua thấy ốc đang ngồi vệ sinh trên cửa sổ. Ô, có bạn ngồi vệ sinh ngay cửa sổ kìa. Ốc nào vệ sinh ở cửa sổ không? Liền tiền, các bạn đừng nghe bên này nói linh tinh. Rồi, ok, các chú đến rồi, thôi chết xong. Chú cảnh sát kia còn liên hoan xem mình đi vệ sinh nữa thì... Ủa, bây giờ làm gì ốc? Bây giờ mình làm gì? Mình vào máy tính mình đặt cái gì đấy để mình xem làm được gì không nha các bạn. Em thấy là có cái scam là cái gì? Scam 30 tiền đấy đâu, 30 scam tiền. Scam mua iPhone á, điên à? Không mua iPhone đâu. Ở đây xem nào tiền. Ôi giời ơi. Ôi, mua cả ngân hàng này, mua tên lửa hạt nhân này. Và mua admin luôn à? Ôi, càng vậy. Mua ngân hàng cơ hả? Thế đấy đâu tiền ngân hàng? Hả? Hay là mình phải đi cướp ngân hàng, mình có tiền để mua lại cái ngân hàng đấy. Đúng, hợp lý. Chắc là thế rồi các bạn ạ. À, xem shopping thì ở đây có mỗi spinner và bóng bay. Spinner để làm gì nhỉ? Spinner để làm gì? Đấy rồi, lại ra spinner đến các bạn ạ. Lấy spinner quăng vào cửa kính làm vỡ kính. Hợp lý, thử xem nhé. Hả, à, chỉ để quay thôi, để giải trí thôi ốc ạ. Nó chỉ để quay thôi, ơi giời. Thế bây giờ làm sao thoát được? Dưới tủ tivi có cái gì không? Bỏ cái đấy đi. Đây là các bạn ơi, không có gì á. Cửa đóng rồi. Ở đây, cửa này mình đập nè. Yes, đi thôi. Đi thôi các bạn. Đi ơi. Từ chiều này là có khả năng cướp được đấy. Khẩn trương lên nhanh lên. Đây, cháu quay trở lại đây chú ơi. 16:20, 16:20. Enter, rồi xong vào. Ok, chú nói xong rồi đấy, cháu đến cướp ngân hàng đây. Sao phải bị bắt luôn. Mình thấy lòng hoàng ở đây quá. Trời tối, chắc trời tối đi cướp ngân hàng mới được không ạ? Đúng rồi. Ai, cháu quay trở lại ngân hàng đây. 10, 9, 4, 10, enter. Đấy rồi. Thời gian đây rồi. À, mình sẽ có đầy tiền và mình sẽ đi đến cái nhà ga đúng không? Không, mình về mình mua cả ngân hàng luôn đó các bạn. Ồ, chuẩn luôn. Chỗ này có laser chặn này các bạn này. Bây giờ là... phải... vào đây. À. Máy tính này, ở đây trong này có mật khẩu này. Don't chop bank please. Don't. TROPPLS. Rồi, hay quá. Và sau đó mình sẽ tắt laser trong 1 phút. Ta bấm chưa? Bấm đi. Rồi. Đi ra đây xem, kiểm tra xem tắt chưa. Ủa, cứ ngồi linh tinh, đặt ghế là ngồi. Đây rồi, chìa khóa mở. Lụm tiền.
lụm tiền các bạn ơi, lụm nhiều vào đi qua đêm luôn. Ui giời, có 20 giây nữa thôi kìa các bạn ơi, đừng có tích tích nữa. 6 5, bật laser thì ra ngoài. Ok rồi, vậy tiếp tục vào. Nhân viên ngân hàng đến sáng hả? Không được, bây giờ phải về. Phải về á? Phải về đúng không? Ừ. Không còn gì để ăn cắp nữa rồi. Ủa sao mà về? Bỏ chìa khóa đi, bỏ cái chìa khóa đi mới nhìn thấy tương tác được. Ok. Hay là bây giờ 5 giờ rồi. Ấn vào cái xanh. Được không? Đúng rồi. Bê Quỳnh Anh cứ cầm cái chìa khóa rất ngáo nha các bạn. Nhanh. 9 giờ cơ mà, 9 giờ các chú mới làm. Đúng rồi. Bây giờ mình đi vào. Đi vào nhà. Khóa rồi gớm, đi vào bằng cửa sổ đi mẹ. Rồi các bạn ơi, đặt đồ ăn đi, sắp chết đói rồi kìa, cười cái gì. Ui các bạn ơi, ốc đi vệ sinh rồi, lần này á anh về tới nhà anh sẽ quyết định mua hẳn một cái hamburger ăn. Rồi, ship hẳn quả hamburger đến đây. Hiểu không? Mình phải cực kỳ chất chơi người rơi đấy, sau đó làm quả hamburger nhom nhom nhom, lần này lợn chết làm sao được đúng không? Bây giờ đến lượt chúng ta sẽ vào máy tính và mình sẽ quyết định mua cái ngân hàng này luôn các bạn. Mình làm chủ ngân hàng chắc là mình sẽ trở thành đại gia đúng không? Vâng, ngân hàng bây giờ là chủ ngân hàng là BQ Thành, cái tên BQ Thành không? BQ Thành là chủ rồi các bạn ạ. Quá uy tín. Sao? Được của nó đấy. Đây là danh sách những người giàu nhất thế giới và BQ Thành bây giờ là dần đứng đầu luôn rồi, rich kid, giàu đại gia nhất quả đất luôn, làm chủ ngân hàng quá là giàu rồi các bạn ạ. Đấy. Quá được 10 điểm nha các bạn. Rich. Tiền, thêm hiệu ứng tiền bay. Rồi các bạn ơi, trời tối rồi, lần này mình lại quyết định đi cướp ngân hàng. Để lần này mình sẽ không mua cả ngân hàng nữa, mà có ốc ở đây, bây giờ mình sẽ mua bom nguyên tử. Ôi trời ơi. Thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nha các bạn. 19 giờ 10. Enter. Ok, lấy chìa khóa của anh nhân viên này. Lúc nhân viên bị làm sao, nhân viên bị điên rồi mới ngồi ngủ, yên này. Ngủ gật, tăng ca mệt quá ngủ gật. Ngủ gật à, tưởng bị làm sao. Đúng rồi. Rồi, tắt laser đi. Kinh nghiệm rồi, lần này gọi là quá đẳng cấp luôn các bạn. Bắt đầu lụm spam lụm tiền các bạn. Bốc đi, chưa bao giờ mình thấy một đống tiền to như thế này luôn đấy. Bốc đây các bạn. Nhưng mà thế mình mang ba lô đi để mình đựng. Nhưng mà đây chỉ trong game nhá, ngoài đời mà các bạn mà như này là thôi ở tù mọt gông. Rồi bây giờ là anh nghĩ là mình sẽ đi về nhà rồi các bạn ạ. Anh sẽ ăn cái bánh này đã. Ăn làm gì vội trời. Mở cái này ra, chuồn về. Lần này kinh nghiệm đầy mình luôn, không bị mắc như lần đầu nữa đâu. Đấy, bây giờ là về mua bom nguyên tử luôn. À đâu, đợi các chú cảnh sát đến mua bom nguyên tử. Nhưng mà làm sao để vui hơn? Không biết. Bây giờ lên giường đi ngủ nhá ông nhá. Đấy, lên giường đi ngủ chắc là vui đó. Ờ, đi ngủ để tăng niềm vui mà. Đúng rồi, năng lượng lên. Mặt trăng xuống mặt trời lên. Rồi, các chú đã ở đây chưa? Chưa, 9 giờ sáng các chú mới ở đấy. Rồi, bây giờ là chuẩn bị đến đây. Ngủ xong chả vui. Chả vui lắm, bây giờ các chú đến. Các chú đến rồi đúng không? Đến rồi. Rồi, mua bom nguyên tử luôn. Thả bom nguyên tử. Rồi xem chuyện gì xảy ra đây, đừng bảo mình sẽ thả bom vào ngân hàng hay là trụ sở cảnh sát. Không biết đâu, ốc đoán xem. Cái bom nguyên tử thì nó kiểu như là cả thành phố đi luôn. Ừ. Rồi sao? Mình chết vì trầm cảm. Chết trầm cảm. Bom nguyên tử trầm cảm. À còn một cái kết nữa anh muốn tìm hiểu. Chưa nổ đâu, anh chết vì trầm cảm. Thật là cái thanh tươi cười của anh nó tụt hết thì anh chết vì trầm cảm, thì đấy không phải chết bom nguyên tử đã nổ đâu. À con chưa kịp nổ. Trầm cảm các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, lần này là mình trong trạng thái là cầm bóng bay vừa đi vừa chơi để bớt trầm cảm hơn các bạn ạ. À, bây giờ mình đi ngủ một xíu thôi. Gần cho nổ được thành phố rồi bị trầm cảm các bạn ạ. Cay thật đấy. Rồi ok. Tác hại của việc không chơi bóng bay. Tác hại việc không chơi bóng bay. Bây giờ là anh không, trước tiên là anh sẽ mua đồ ăn đã các bạn ạ. Mua hẳn 12 đô. Đợi các chú đến anh mới gọi là đốt, là cho bom nguyên tử rơi xuống không? Đây, người ta vẫn ship cho anh đồ ăn bằng cái drone này. Các chú đến rồi. Đến các chú đến rồi đấy.
Ăn đi. Thế thì các chú đến thì còn kịp các bạn. Mua bom nguyên tử luôn các bạn ạ. Lần này có kìm nổ không? Chắc chắn là kìm nổ. Không thể nào mà không kìm nổ được. Không kìm nổ nữa thì out game luôn. Rồi, thành phố của mình Tại cái đoạn intro nó lâu quá. Lâu quá các bạn. Nổ rồi đó. Nổ đi. Ôi. Top quá. Chơi nghịch ngu cho cả bom nguyên tử và cái thành phố của mình luôn rồi. Đây là thành báo thật. Ôi, xong rồi. Ném vào trụ sở cảnh sát. Bê Quy Thành. Phải bắt Bê Quy Thành, không phải bắt ốc đâu. Báo sự luôn. Rồi, thế thì các chú cảnh sát không còn chỗ để về rồi các bạn ạ. Ủa, ngay chỗ sân bay trên. Một vụ nổ, đây là một cái kết. Very good. Very good. Rồi. Lấy mãi mua được cướp ngân hàng, mua được quả bom nguyên tử thì cuối cùng là very good thôi chứ các bạn ạ. Thế thì mình vẫn bị nhốt ở nhà mà. À còn một cái kết anh tò mò là anh bắt xe buýt để về nữa các bạn ạ. Đúng rồi, có tiền rồi mình sẽ đi xe buýt. Rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ là từ nhà mình đến đây, mình quyết định là đi xe đến đây để mua vé. Ồ, có một vé lúc 8 giờ này, Baby Thành ơi, ra mua rồi. Ôi, có 5 đô thôi, vừa tròn mua được luôn. Ok, mua được vé rồi các bạn ạ. Và chuyến xe này sẽ khởi động lúc 8 giờ sáng à? Ừ, anh thật sự đã mua chưa? Mua rồi, mất tiền rồi kìa, còn không đồng ấy. Ừ, thế vé đâu? Vé đâu nhỉ? Không còn vé à? Chú ơi, chú bán vé cho chưa nhỉ? Bán rồi á. 7 giờ sáng mai cơ à? Chú bị cướp ngân hàng. Hả? Kiểu trời tối chán không có việc gì làm, cướp ngân hàng chơi hả? Thôi, được khỏi đi. Ờ, không đi cần được các bạn. Đi về và ăn. Ờ, đi về mua linh tinh. Như có tiền đâu. Thôi, đi về ăn đi. Thôi, tiện tay vào ngân hàng kiếm ít tiền đã. Ôi giời ơi. Không có tiền đâu ạ. À, bây giờ là 10... Clear 19.00. Ờ, ok. Vào đây, lấy tiền các bạn ạ. Lấy tiền cho vui tí. Lấy tiền, hết tiền mà. Giết thời gian, hết tiền các bạn ạ. Rồi ok. Đi chuồn thôi. 7 giờ sáng mai là sẽ có xe đúng không? Đúng rồi. 7 giờ hay 8 giờ nhỉ? 8 giờ. 8 giờ à? Đúng không? Hay cứ ra từ 7 giờ đi cho chắc ăn. Ra từ 6 giờ. Ra từ 6 giờ đó xe luôn các bạn. Không, ra 6 giờ làm gì, ra từ 7 giờ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ngủ. Đi ngủ à? Đi ngủ cho nhanh đến sáng. Từ từ đã, anh phải đi mua ít đồ ăn đó các bạn ạ. Đấy, mình sẽ mua ít đồ ăn và mình sẽ ăn. Thật là tuyệt vời, mua hẳn 2 cái bánh luôn. Người ta có ship đêm không? Có, ship ngày ship đêm luôn. Ship ở thành phố của anh làm việc. Ship 24 giờ. Ship còn là thả ống khói xuống biết bị bắt còn đấy. Đi ngủ đi. Ăn cái bánh đã cho nó no các bạn ơi. Ăn nốt đi rồi, ok. Ok, đi ngủ các bạn. Rồi. Khó. Ngủ phát đừng bảo đến 8 giờ. Ôi chết rồi, thời gian trôi nhanh quá. Ngủ chết rồi. 8:50 rồi à? Đồ ăn hại. Ôi, sai rồi, đừng đi ngủ. Sao hôm nay ngủ quên? Ngủ quên luôn rồi, hỏng hết người. Mỹ tế đợi tới sáng các bạn ạ. Chơi bóng đi. Chơi bóng thôi, bây giờ chơi bóng. Ở nhà chơi bóng. May là còn có tiền đấy, không thì chết nhầm dạng. Ô xe kìa. Ô kìa. Ờ đúng rồi, xe lúc 8 giờ đi đến 9 giờ đi qua nhà mình. Ôi xe đang làm gì kìa, ai nhìn xe đi trước mặt mà mình không thể đi được. Người ta nói câu gì mà có hai điều không được bỏ qua là một là chuyến xe cuối cùng về nhà và hai là người yêu mình thật lòng, thì Bê Quy Thành bỏ qua cả hai. Thất bại rồi các bạn ơi, mình thất bại. Lại mua cái gì đấy? Mua đồ ăn về ăn chơi rồi như bây giờ biết làm sao đâu các bạn. Đừng có ấy làm mất inventory nhá, đừng có mở ra vớ vẩn ngu người. Thì còn có gì đâu mà inventory. Và bỏ cái bóng đi thì mới mở được. Đấy, rồi ăn hamburger vào. Thôi ở nhà ăn hamburger chơi các bạn ạ. Rồi, đấy, mình lại lên vui rồi, mình ăn là mình cũng vui nữa các bạn ạ. A few inches later. Mình mua vé rồi đúng không? Ừ. Vé rồi. Đợi. Mua vé nhưng mà mình sợ là ra đấy qua một ngày không còn vé thì sao? Không, tí mua lại. Đi anh... giờ ấy đứng chờ cả đêm đi. Kiểu đến lúc mà hết gần hết năng lượng chạy ra lại ấy ra. Ôi niềm vui thì tăng nhưng mà đấy, niềm vui lại giảm rồi. Niềm vui vớ vẩn. Niềm vui ngáo. Ăn cái bánh kia không ăn được các bạn. Mình cố nhai hết cái này mà nó không có hết luôn các bạn. Ui dồi, ăn này nó còn đói thối mồm luôn đấy. Thôi là đừng ăn. Không vứt đi được à? Vứt đi. Không vứt được à?
Thôi đi ra chỗ đấy đi, chờ từ tối hôm trước. Cày thật các bạn ơi. Đây này, đi đi ra mua vé. Đấy đấy, mình phải tìm cách để bắt xe, bắt chuyến xe để trốn khỏi cái thành phố này thôi mà bất lực thật đấy các bạn ạ. Đấy, ban đêm cầm quả bóng đi chơi bóng ban đêm luôn các bạn. Trông như cái kẹo mút khổng lồ á. Mong là mình có thể giữ được cái sức mạnh này tới sáng. Chú ơi. Rồi. Ồ, 5 giờ. Ồ, 5 giờ. 5 giờ. Ồ, 5 giờ. Có cơ hội các bạn ơi, thôi mua rồi. Cầm bóng lên, chơi bóng. Ngờ mà lên xem nào, 5 giờ bây giờ mới có 9 giờ. Cứ ở đây đợi thôi các bạn. Nghe nói là chúng ta dẫm vào đường tàu này chúng ta sẽ bị chết đấy, vì tàu điện mà. Ừ. Điện giật tê chết từ từ ấy. Thế đừng có dẫm vào, ngáo ngày đấy. Ngáo ngày các bạn. Đứng đây luôn. Ôi đến thị trấn tồi tệ à? Ui 4 giờ kìa. Ồ. Oh. Lại 4 giờ rồi. Mình phải chú ý vào đây các bạn ơi, nó thay đổi đó. Lạ vậy. Nói chung là cứ có tàu lúc nào là mình sẽ đón lúc đấy. Ừ. Ở đây đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mình bây giờ chỉ cần thấy tàu thấy xe qua là mình hạnh phúc biết bao luôn các bạn ạ. À. Thôi đi sang bên kia thì mình chờ tàu đi. Thị trấn này là thị trấn cool, còn cái thị trấn mình đến là thị trấn tồi tệ. Tồi tệ à? À, đừng có đến thị trấn tồi tệ. 2 giờ sáng nè. Ôi giời, sao thần dần nó lại thay đổi thế nhỉ? Ủa, sắp đến giờ rồi, mong là không chết đói bạn ơi. Chết rồi, sắp đến giờ rồi. Bác ơi, điều cho cháu cái xe, cái tàu đến nhanh đi cái, cháu sắp chết đói. 2 phút nữa, dạ, nhanh lên. Đừng ngay đợi sẵn. Rồi, còn sắp hết niềm vui rồi. Đây, tàu. Ôi, tàu gì đây? Đây, đi lên. Lên tàu rồi. Lên tàu. Đến lên với tàu. Thành phố tồi tệ. Ôi, tàu gì mà giật. Tàu cuộn biết quẩy các bạn ạ. Tịch. Anh cạch cạch vào ghế em rồi nè. Ôi, sao ngược cái như này. Tàu đi ngược à? Tàu đi quẩy tịch tinh tàu đi vờ chắc nhạc ấy, trong tàu chết vì trầm cảm, chưa kịp đến với thành phố tồi tệ đã chết vì trầm cảm. Nói chung là đi tàu là thoát được rồi các bạn ạ, nhưng mà mình cứ bị trầm cảm thôi. Đấy, tàu đang nhảy ăn kinh kìa. Đây là một cái kết tốt đẹp khi mà chúng ta rời khỏi thành phố này và đến với một cái thành phố khác nha các bạn. Thị trấn. Thế là anh có hai cái kết ở một chỗ luôn các bạn. Anh vừa bị chết trầm cảm xong cái tàu của anh nó lại đi thoát được khỏi thành phố này. Đúng thế rồi. Là anh cũng sống luôn. Ôi trời. Con mèo ấy, good ending. Thế là mình cũng tìm được cả good ending. Thế là mình đến với thành phố khác. Combo 2 trong 1 á. Ừ. Rồi các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay mình đã giúp ốc trốn thoát khỏi ngôi nhà của ốc. Vì ốc quá là ngốc luôn các bạn. Lần sau em phải chăm chỉ làm video hơn để anh không bắt nhốt em vào trong cái nhà đấy nữa nhá. Ok. Đấy, nếu các bạn ủng hộ ốc làm nhiều video, các bạn đừng quên bình luận dưới, bấm like video, bấm xem quảng cáo trên video này. Còn bây giờ bye bye. Và đây chỉ là game để giải trí nha, không có ngoài đời thật.